Đây là Miu. Miu bị FPV này. Sắp khỏi rồi. Đây là Ki. Đây là gì? Đây là Kun đúng không? Kun đúng không em? FT là gì? Đừng quay cho ai. Đừng quay. Hai bạn này bị Pavo. Pavo. Hôm nay ngày thứ hai. Ngày thứ hai điều trị. Ngày thứ hai nhỉ? Ngày thứ hai. Anh quay cho anh Pet. Anh hay bị lẫn. Đây là Ki này, Ki đây, Ki đây. Ki ngoan lắm nha. Ngoan thì toàn cắn gái thôi. Không cắn nhiều đâu, cắn một phát thôi. Ơ, Ki mới cuôn mấy tháng rồi? 5 tháng. 4, hơn 4 tháng đúng không? 4 tháng, 5 tháng. Thực ra to như này gần 20 cân nhưng mà non. Vẫn là trẻ con. Con này lớn nhanh. Ừ. Cái bệnh nó thường gây bệnh ở những con chó từ 4 5 6 tháng đến 1 tuổi. Non quá nó có kháng thể của mẹ nó truyền sang nó chưa bị. Hoặc chưa 1 tuổi thì hầu như mọi người đã tiêm phòng nó rồi nên là nó không bị. Hoặc là lúc đấy nó sức đề kháng nó cũng cao rồi. Đấy nay mai em làm đề tài này là đấy. Từ 6 tháng đến 1 tuổi. Khoảng thời gian đấy, nhạy cảm nhất. Đây. Không, anh vẫn đang quay kệ, chả sao cả. Đây là Kun. Kun. Kun cũng bằng tuổi luôn hả? Quay trực tiếp 4 tuổi. Quay em à? Hả? Sinh cùng lúc à? Ờ, cũng hai đứa bằng tuổi nhau. Thế là mẹ sinh được mấy đứa? 10. 10 á? Thế là cho đi hết rồi à? Có mấy hai? Ôi, thấy sai nhỉ? Hai anh em cùng một nhà. Rất là bằng nhau, 5 được 5 cái. Rất là cân bằng luôn. Nhân đi lên lại. Thế Miu hôm nay về không Miu? Miu. Miu. Về nhá, hôm nay về nhá. Khỏi bệnh thì về nhá. Này tè. Ừ. Ngoan lắm, bọn này ngoan lắm. Kiểu nó đến sớm. Nói chuyện. Tí nữa còn tiêm nữa. Hôm nay tiêm 5.000 đi. Để tiêm ngay. 3C. Đấy xin anh 3. Nhà em ở ven Hồ Định Công luôn à? Hôm nay về bảo chị mua thử thịt nạc lợn ấy. Ừ xong rồi luộc. Được không? Không được ăn thịt gà đâu. Anh quên chưa dặn. Đừng ăn thịt gà nhá. Thịt gà nó hay bị độc. Cái đường tiêu hóa nó đang bị nhiễm khuẩn, nó đang bị rối loạn. Tư nên ông có vấn đề về đường tiêu hóa thì đừng cho nó ăn. Thịt lợn lành nhất. Thịt lợn nó luộc nó lên là nó ăn ngay, nó thơm lắm. Được chưa? Ki với Kun khá là ngoan này. Ki này về cũng ăn đi. Nếu mà ăn thì ăn được nhiều thì mai không còn phải truyền nữa nhá. Mai chỉ tiêm thôi. Mất thời gian. Ok.